Chiến tranh đã qua đi, đất nước hòa bình, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh đã để lại thì không gì có thể bù đắp được đối với những thương binh và thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Chính sự quan tâm, thăm hỏi động viên cùng những chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng đối với các thương binh nặng, thương tật trên 81% sống tập trung ở ấp 1 xã Nhị Thành của huyện Thủ Thừa, vẫn nhớ như in những năm tháng tham gia kháng chiến, đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tôi tham gia địa phương, nói chung, rồi bộ đội chủ lực, tiểu đoàn 267, quân 8 mình rồi đó, đánh ở trận gai go nhất rồi Đức Lập 2. Cho nên nó phá thời đó pháo sáng nó bắn dữ lắm, 20-30 cái. Cho nên các em hiểu trên đó người ta nói, đốt đèn ít đa mà nó sáng không thấy được. Rồi trận đầu thì bắn được mấy chiếc. Trước đây, khu vực này có 17 thương binh sinh sống gần nhau, chủ yếu thương binh hạng 1/4. Nhưng vì lý do sức khỏe, hiện nay chỉ còn 11 thương binh. Vào những ngày lễ Tết trong năm, đặc biệt là trong những ngày tháng 7 này, tại nhà ông Phạm Văn Liền luôn nhộn nhịp, bởi đây là nơi các thương binh thường tụ họp ôn lại kỷ niệm trong những năm tháng kháng chiến. Địa phương, đối với huyện, tỉnh cũng rất là quan tâm. Mấy cái ngày này thì tập về đây hết. Anh em rồi sau khi xong chuyện này kia rồi cũng là vui vẻ, thoải mái. Không chỉ cái quan tâm của địa phương mà ở các cơ quan tỉnh, huyện, rồi các cái ban ngành, rồi các cái doanh nghiệp rất là quan tâm đến các cái cô chú thương binh nặng này. Đặc biệt là cái ngày lễ Tết và ngày 27 tháng 7 là cũng đến để thăm các cô chú và tặng rất là nhiều cái phần quà nhằm cái động viên tinh thần cho các cô chú để sống vui, sống khỏe trong cái thời gian tới. Trải qua các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, trên địa bàn huyện Thủ Thừa hiện có gần 2.000 người có công với cách mạng, có 261 mẹ được nhà nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, hiện còn sống 4 mẹ. Phát huy truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, hàng năm huyện Thủ Thừa duy trì tổ chức nhiều hoạt động thăm tặng quà nhằm tri ân công lao to lớn của thương binh và gia đình liệt sĩ.